Ok, hello anh em đã quay lại kênh của Thịnh Baker. Thì xin chào tất cả anh em. Thì lâu lắm rồi mình cũng không có làm clip về vấn đề là nhớt cho anh em tham khảo. Thì hôm nay mình có về một sản phẩm mới. Để mình làm clip cho anh em xem. Thì đó là đây, toàn bộ đây là những sản phẩm mình đã nhập về gần đây. Anh em nhìn đây này, đây là toàn bộ những cái sản phẩm mà mình bán rất là chạy thời gian qua. Thì nhiều anh em đã tin tưởng và ủng hộ thì biết là chất lượng bên mình là những sản phẩm rất là tốt rồi. Cơ cá là 300V và Shadow Resin và Ebin và Fuxiculin và những dòng như là Cell Ultra. Đây là những cái dòng đình đám mà mình mang lại cho anh em với chất lượng rất là tuyệt vời. Đó, chất lượng mang lại rất là tuyệt vời. Rồi thì không có đi, mình bây giờ mình đi sâu vào vấn đề chính. Đó là mình hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em là cái chai Speedo. Speedo Racing này đó. Thì cái chai này nó quá là quen thuộc luôn. Nếu anh em nào mà đã từng biết đồ và xe độ thì anh em biết mà anh Út Lụi anh em. Thì anh Út Lụi là đang test và đang làm đại lý phân phối cho cái làm thương hiệu á, làm thương hiệu cho cái sản phẩm Speedo này. Thì cái Speedo này nó là một sản phẩm dòng cao cấp. Thì nó cũng nằm chung mâm, chung chiếu với những cái sản phẩm như là Shadow, hay Pin và 300V. Nhưng mà cái chất lượng của nó thì mình trải qua thì mình thấy nó rất là tốt, rất là êm máy. Bóc thì có này, êm máy này. Nhưng mà đặc biệt của nó là Full ST nha anh em. Đây này, nó là tổng hợp Full ST 100%. 100% tổng hợp Full ST. Thì nhớt này nó có từ những năm là cái công ty Speedo này là nó có từ những năm 1921 đó. Thì cái chai này nó là tổng hợp 100%, nó là Full ST, theo hãng nó là Full ST. Thì gia số của nó là MA2, và tại sao trong đây nó đỡ là hai dòng, nó đỡ là hai chữ MA2 và MA. Thì MA2 á thì là cái ma sát của nó rất là thấp, mà cái ma sát rất là thấp, nó tạo cho cái độ trơn, bôi trơn cao. Nó bôi trơn cao anh em, làm cho xe anh em chạy ở tua cao rất là mượt mà. Còn MA là dành cho những cái xe mà những dòng xe mà off-road chạy cần cái độ bách của nồi cao hơn nữa. Độ bách của nồi cao hơn nữa, đó anh em chạy off-road là chạy, người ta chạy chậm, người ta chạy cái cần được kéo chứ không phải là cần cái tốc độ. Nên là cái MA là thích hợp cho những anh em là vừa chạy tua này, vừa chạy off-road này, vừa chạy những cái dòng touring hay là dòng mà anh em đi sâu vào trong rừng đó. Thì sản phẩm MA này đặc biệt, một điều rất đặc biệt là cái sản phẩm này anh em, nó có tới ba cái thông số luôn, SN, SM và SL. Đó, nó có là ba cái thông số, nên là mình thấy nó khá đặc biệt so với những cái dòng sản phẩm khác mình đang bán hiện tại. Thì chai này nó mới 1 lít nha anh em. Thì nó là hoàn toàn được nhập khẩu và đóng gói từ châu Âu đó. Thì chất lượng của nó mang lại thì rất là tuyệt vời, thật sự rất là tốt. Thì đi vào vấn đề chính là mình hiện tại mình đã lấy được cái hàng của Speedo này đó. Thì mình sẽ sắp tới shop mình sẽ bán cái sản phẩm này đó. Thì có nhiều anh em hỏi thì hồi trước giờ mình đã chưa lấy được cái sản phẩm này giá tốt, thì hôm nay mình đã cập nhật được giá tốt thì mình sẽ bán cho anh em. Thì ngồi những sản phẩm mình khuyên dùng cho anh em là đi tour, chai này đi tour ngon nè, đi tour rất là ngon. Nhưng mà mức giá của nó thì rất là tuyệt vời luôn, từ từ mình sẽ tiết lộ cho anh em. Thì bên phía sau bao bì á thì nó toàn là tiếng nước ngoài không anh em. Thì không có dòng chữ nào ngoài là Full ST thôi. Cái dòng này là Full ST, gọi là ST, thuộc dạng ST là đỉnh cao vậy ngay. Thì cũng ST cũng như là Shadow hoặc là 300V thì được phát triển rất là lâu năm, và công nghệ phát triển ST của họ rất là lâu năm. Và cái dầu gốc này được tổng hợp Full ST thì nó còn cao cấp hơn nữa, nó có cho cái độ bền nhớt rất là cao. Thì tại sao người ta khuyến cáo cái chai này đi trên 3.000 đó, anh em đi tour thì có thể đi ít hơn 3.000 một chút, và anh em nào đi thành phố thì đi ít đó, hàng ngày mà đi ít đó thì có thể mà đi trên 3.000 đó. Thì hiện tại shop của mình vừa mới khai trương, sắp tới là shop mình sẽ khai trương, thì mình sẽ xin sale cái dòng sản phẩm này với mức giá là 269.000 một chai. 269.000 một chai nha anh em, đang sale cái sản phẩm này 269.000 một chai đó. Thì mình sẽ áp dụng giá thay tại shop
Thì địa chỉ của shop mình là 114 đường 11, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Đó thì anh em nào có nhu cầu thay nhớt thì hãy ghé shop mình. Thì shop mình là hiện tại là đang khuyến mãi nha anh em. Mình đang sắp khai trương ở shop mình. Thì mình khuyến mãi với anh em là chai này với giá là 269.000, thay tại shop, không bán online. Đó, thì anh em nào có nhu cầu cần thì mình sẽ ghé shop mình để chỉ quận Thủ Đức á. Anh em nào khu vực Thủ Đức hay quận 2, Tân Bình Thạnh, Gò Vấp gần á, thì mình cứ ghé shop mình. Thì về chất lượng cái chai này thì thật sự mình cũng nó đã có mặt ở thị trường rất là lâu rồi. Thì mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều, thì mình giới thiệu sơ qua thông số thôi. Chắc anh em nhìn cũng đã biết. Thì chai này thì được anh Út Lụi test rất là nhiều về cái vấn đề là chạy tua, chạy bạo lực, không phải là chạy thường mà chạy bạo lực á, chạy bấm giờ anh em, Sài Gòn Hà Nội. Thì nó chịu đựng được. Hồi trước kia là anh ấy là xài cái 300V, nhưng mà anh ấy bỏ là chuyển sang chai này thì anh em hiểu là chai này nó tốt cỡ nào rồi. 300V thuộc dạng là cũng cao cấp, đúng không? Hầu như là 300V là thuộc dạng cao cấp, là trước kia nó cao cấp mà hầu như bây giờ anh em đều bỏ hết và sang những dòng khác. Đó thì muốn đi thành phố êm tốt á, thì mình có xe đô, thì đi tour bốc này mà giá đang khuyến mãi luôn. Đi nhớt này cực kỳ bền luôn, là Ebin mình cũng đang khuyến mãi, giá rất là tốt. Thì bây giờ là tới Speedo thì giá thì thật sự rất là tốt luôn anh em, không thể nào tốt hơn được nữa. Thì anh em nào cần thì cứ ghé shop mình để mình, hoặc là anh em chưa hiểu về nhớt thì cứ ghé shop mình sẽ tư vấn miễn phí và trực tình, và giúp anh em tìm được một chai nhớt thật là hài lòng và nhu cầu đi lại. Thì mình xin phân tích là mỗi chai nhớt sinh ra là nhà sản xuất họ làm theo mục đích nhất định. Ví dụ như là nhớt mà để dành chạy tour thì nó sẽ khác, còn nhớt mà đi trong phố nó sẽ khác, còn nhớt hỗn hợp, chạy hỗn hợp là vừa tour vừa đi phố nó sẽ khác, và chạy ở môi trường lạnh nó khác, chạy ở môi trường nóng, chạy ở khí hậu nhiệt đới, ôn đới, nói chung là nó rất là khác. Thì làm sao mình biết được cái nhớt đó nó chạy tốt ở thị trường Việt Nam hay không? Thì chưa cách là mình trải nghiệm đó. Thì qua đây thì mình đã một có thời gian mình xem mình mà trải nghiệm lâu lắm rồi, mình đã mất nhiều năm mà trải nghiệm nhớt, cho nên mình chuyển sang bán nhớt. Thì mình thấy những sản phẩm nào tốt thì mình sẽ giới thiệu anh em, hoặc là nhờ những anh em giống như là những anh mà đi trước họ đã từng chạy và test sản phẩm này, cảm thấy là ok đó, thì mình sẽ cũng sẽ lấy hàng về bán và chia sẻ thêm anh em về cái thông số của nó. Rồi thì mức giá rất là tốt luôn. Nhân dịp khai trương shop mình thì anh em nào có nhu cầu thay nhớt thì cứ ghé shop mình, ok ha. Thì có rất nhiều nhớt, anh em không thích chai này thì mình có thể chai khác. Đây rất là nhiều luôn em, giới thiệu cho anh em rất là nhiều đó. Thì rồi thì video cũng đã dài rồi, thì cảm ơn anh em đã theo dõi video. Thì bye bye anh em, hẹn gặp anh em một video khác nha. Nên nhớ là chai này mình chỉ thay tại shop, không bán online nha, với giá là 269.000. Rồi ok, bye bye. Mình có chiếc lễ và ship, mình có chiếc lễ cho tất cả anh em nào, ví dụ như Winner 1 lít 1 này, Rider 1 lít 3, 1 lít 4, hoặc là anh em thích đi Winner 1 lít 2, ok, mình cũng sẽ chiếc cho anh em. Rồi ok, bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở một video khác nha. Bye.